Những con giáp vận đỏ như son trong ngày 12 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, bước sang ngày 12 tháng 1 năm 2023 âm lịch, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ. Bởi thế, bạn nên tận dụng ngày hôm nay để khai trương, ký kết hợp đồng hay làm những việc đại sự. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, thu thập của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn sẽ có những nguồn thu bất ngờ. Về các mối quan hệ cá nhân, bạn vô cùng hạnh phúc vì nhận được những tin nhắn hay sự quan tâm của người mà bạn đang thường nhớ. Tóm lại, đây sẽ là ngày đại cát với những con giáp này, và đó là các con giáp sau. Sửu, Dần, Thìn, Mùi, Tuất, Hợi, các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Sửu, xem tử vi ngày 12 tháng 1 năm 2023 âm lịch cho 12 con giáp, vận tài chính của người tuổi Sửu khá hanh thông, nhiều thực thần chiếu mệnh. Có người may mắn được tăng lương, tăng thưởng, kinh doanh có lãi hoặc trúng thưởng một khoản đáng kể nhờ trò đỏ đen. Nhìn chung túi tiền của bạn khá rủng rỉnh trong hôm nay. Trong công việc cố định, tuổi này được khuyên nên thể hiện chính kiến của mình với các vấn đề quan trọng. Khi bạn có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày điều đó với mọi người xung quanh, bạn sẽ có vị thế khác biệt hơn so với việc chỉ là một nhân vật mờ nhạt chìm nghỉm. Tuy nhiên, đỏ bạc thì đen tình, chuyện tình cảm của tuổi Sửu không được suôn sẻ cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Lúc mới yêu, bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình, thế nhưng lâu dần bạn nhận ra người ấy không còn quan tâm, chiều chuộng mình như thuở ban đầu nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần, ngày hôm nay người tuổi Dần có cục diện tam hội che chở nên đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vốn có. Đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện để bạn sáng tạo, nhờ vậy Dần càng thêm hăng hái. Cũng trong ngày này, bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tập trung lắng nghe nhiều và quan sát nhiều hơn trước khi phát biểu. Điều đó sẽ giúp bạn hình thành sự khắc chắn, tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có. Ngày Tân Mão, người đã có đôi có cặp sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, điều này khiến ai ai cũng phải ghen tị. Tin vui là sức khỏe của tuổi Dần cũng không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng nên tinh thần cũng rất thoải mái. Tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ, duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có phức tạp, tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn có tam hội đứng bóng, vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối rực rỡ, tiền bạc thoải mái chi tiêu, không cần quá tiết kiệm. Nhân cơ hội này, bạn có thể nghĩ tới việc đầu tư để duy trì nguồn tài khí, giúp tiền bạc luôn lưu chuyển. Về phương diện tình cảm, người tuổi Thìn có thể gặp được một người phù hợp với hình mẫu mà mình đặt ra trong ngày hôm nay. Vì thế, khi được người thân giới thiệu cho đối tượng, bạn nên giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, tích cực, sẵn sàng trò chuyện với đối phương. Vợ chồng có một ngày hạnh phúc do những hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ. Trải qua khúc mắc, hai người lại càng hiểu nhau hạnh phúc quý giá đến mức nào. Đôi bên dần bao dung hơn và học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, nhờ ngày tam hợp cục nâng đỡ, tuổi Mùi trở nên hào hứng hơn với việc tiếp xúc và kết nối mọi người. Các mối quan hệ rộng mở cũng mang tới cho bản mệnh những cơ hội tốt để hợp tác làm ăn, kinh doanh hoặc đơn giản là có người chia sẻ kinh nghiệm trong nghề. Con giáp này có thêm những kiến thức hữu ích. Ngày này bạn cũng gặp rất nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, chớ vì có tiền bạc rủng rỉnh trong tay đã vội nghĩ tới chuyện tiêu pha phung phí. Bạn nên tích lũy một phần trước để làm vốn cho tương lai, sau đó mới phân chia thành từng khoản nhỏ tùy mục đích sử dụng. Ngày Mộc Thổ xung khắc, Mùi đừng để tình trạng độc thân khiến bản thân cảm thấy buồn phiền. Tuy tình yêu chưa đến nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ bạn đang là người bất hạnh nhất trên đời. Vì vậy hãy cứ cố gắng hoàn thiện bản thân rồi những điều tốt đẹp sẽ tới.
Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Nhờ lục hợp nâng đỡ, tuổi Tuất may mắn được quý nhân phù trợ, những khó khăn trước mắt không khiến bạn chùn bước mà càng thêm quyết tâm tạo ra sự đột phá. Dưới sự chỉ điểm của quý nhân, con đường bạn đi sẽ càng thêm thuận lợi. Chuyện tình cảm trong ngày cũng khá hài hòa, bạn và người ấy có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm sau những ngày cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Cũng chính vì lý do đó mà hai bạn luôn quý trọng những phút giây bên nhau thay vì tốn thời gian để cãi vã. Vận trình tài chính giữ ở mức ổn định, bản mệnh luôn có thói quen tiết kiệm một khoản cho bản thân. Nhờ vậy, những lúc cần đến tài chính sẽ không cần phải vay mượn hay lo lắng xoay sở bằng nhiều cách khác nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Ngày chịu tác động tích cực từ cục diện tam hợp, hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày nhiều niềm vui với người tuổi Hợi. Bạn có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Tuy nhiên, nếu bạn khiêm tốn và biết giúp đỡ mọi người thì sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn là khoe khoang với người khác. Bản mệnh còn có được vận tài chính khá tốt, có thể là những khoản từ công việc mà bạn làm thêm hay từ những người bạn cũ, khách hàng cũ. Chắc chắn đó sẽ là những bất ngờ về tiền bạc mà tuổi Hợi không ngờ tới. Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Tất cả đều nhờ ngày thường bạn luôn biết cách đối nhân xử thế, lại dành thời gian chăm chút cho các mối quan hệ nên mọi thứ mới được như hiện tại. Tuy nhiên, ngày hôm nay, người tuổi Hợi có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Để đảm bảo sức khỏe, bản mệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Tân Mão, tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày này thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Mã lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành mộc cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân, kỵ tuổi Ất Dậu và Kỷ Dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!